Công chúa Campuchia yêu Triệu Lộ Tư, mức độ nổi tiếng quốc tế của cô gây sốc. Trong một chương trình tạp kỹ gần đây, một công chúa nhỏ người Campuchia đã tiết lộ tình yêu của mình với nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư. Điều này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi rộng rãi trong cư dân mạng. Công chúa nhỏ thừa nhận trong cuộc phỏng vấn rằng cô là fan chân chính của Triệu Lộ Tư. Người dẫn chương trình còn đặc biệt tặng cô một bức ảnh có chữ ký của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là bức ảnh có chữ ký không bày tỏ lòng biết ơn đối với tình yêu của cô công chúa nhỏ mà lại ghi dòng chữ Công chúa Zena, cảm ơn vì tình yêu của bạn đối với văn hóa Trung Hoa. Động thái này không chỉ khiến công chúa nhỏ ngạc nhiên mà còn khiến cư dân mạng tiếc nuối về độ nổi tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của Triệu Lộ từ nước ngoài. Đằng sau sự việc này, nó không chỉ cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của Triệu Lộ Tư ở nước ngoài mà còn nêu bật sự lan rộng của văn hóa Trung Quốc ra quốc tế. Triệu Lộ Tư không chỉ là nữ diễn viên nổi tiếng mà còn là một trong những đại sứ văn hóa Trung Quốc. Sự nổi tiếng của cô không chỉ thể hiện qua tình yêu của cô công chúa nhỏ ở Campuchia mà còn mở rộng sang các quốc gia khác như Malaysia. Tầm ảnh hưởng quốc tế này không chỉ là vinh dự đối với cá nhân Triệu Lộ Tư mà còn là biểu tượng quan trọng cho sự công nhận và truyền bá văn hóa Trung Quốc trên toàn thế giới. Sở dĩ Triệu Lộ Tư được đánh giá cao và yêu mến ở nước ngoài trước hết là nhờ thành tích xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Là một diễn viên xuất sắc, Triệu Lộ Tư đã chiếm được tình cảm của khán giả nhờ những màn trình diễn tuyệt vời trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô không chỉ tạo ra nhiều vai diễn kinh điển mà còn thể hiện khả năng diễn xuất và khả năng biểu đạt cảm xúc xuất sắc. Tài năng và sự chăm chỉ của cô đã khiến cô trở nên nổi bật trên trường quốc tế và trở thành niềm tự hào của ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Triệu Lộ Tư tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế và đóng góp tích cực vào việc truyền bá văn hóa Trung Quốc. Với tư cách là người phát ngôn toàn cầu của Versace, cô thường xuyên xuất hiện trên sân khấu thời trang quốc tế, giới thiệu văn hóa và phong cách thời trang đặc sắc của Trung Quốc tới khán giả trên toàn thế giới. Hình ảnh của cô không chỉ thể hiện trình độ cao của thời trang Trung Quốc mà còn khiến nhiều người quan tâm và yêu thích văn hóa Trung Hoa hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là danh tiếng trong nước của Triệu Lộ Tư có những khác biệt nhất định. Mặc dù cô được đánh giá cao ở nước ngoài nhưng một số cư dân mạng ở quê nhà lại có quan điểm khác về cô. Một số người cho rằng Triệu Lộ Tư ngọt ngào, dễ thương và thích hình ảnh cũng như tác phẩm của cô. Nhưng cũng có người lại chỉ trích cô và cho rằng phong cách trình diễn của cô quá đơn điệu, thiếu chiều sâu. Đặc biệt tranh cãi gần đây về lối trang điểm ngọt ngào, cay cay đã ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh nội địa của cô. Tuy nhiên, dù ở trong hay ngoài nước, Triệu Lộ Tư đều là một ngôi sao nổi tiếng, không thể bỏ qua sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của cô. Với tư cách là những doanh nhân từ truyền thông, chúng ta có thể lấy cảm hứng từ kinh nghiệm thành công của Triệu Lộ Tư, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình, đồng thời góp phần truyền bá văn hóa Trung Quốc. Đồng thời, chúng ta cũng phải hiểu và chấp nhận một cách khách quan những đánh giá về bản thân của những nhóm người khác nhau, không ngừng hoàn thiện bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.